Alo, dạ anh em nha. Anh Út Dùng Quê hôm nay có một tiết phục cực hàng anh em. Một trích đoạn cải lương ba công cổ. Bên cầu Trong chùa, cải lương bên là cầu bên chùa, cầu Dạch Lụa. Trích đoạn là ba công cổ rượu quá nghèo nha anh em. thằng bên khối chuối Anh em nào mà có coi xem hay nhớ ủng hộ mình nha. Tiết mục xin được phép bắt đầu luôn nha anh em. Rồi đây là đạo cụ của mình nè nha. Chai này là chai nước suối mà làm chai rượu, tại không có chai rượu rồi. anh em mình yếu lắm. Đi vô Rồi trong chào đi. cả nhà đi. Thân nhà nông ruộng đồng phía xóm, mưa nắng đêm ngày mặt nắm tay ai giống như tiếng của Trần Minh Hiền để vậy cả. Nó còn ai nữa đại huynh? Thì Hiền để vô đây, Hiền để về thăm đại huynh chứ đi đâu? Tìm ta à? Đúng vậy. Rồi chuyện thi cử học hành của đệ sao rồi? Đệ sao? Đệ đã đậu trạng nguyên rồi. Trần Minh Hiền sao đại huynh? Gì để đi ra luôn đi. Sao lại xua đuổi tiểu đệ? Một trạng nguyên của nghề đây cả. Quăng bạc lá gút tùm lum tùm lá trời trời ạ. Đại huynh ơi, đại huynh, lẽ nào đại huynh không hiểu tiểu đệ hay sao? Đệ nào muốn làm gần gán thiên hạ, vì đệ đâu còn ai thắng thuộc chi ngoài đại huynh đâu. Xâm ta á, ra mẹ, hiểu được ta có chặt binh. Bây giờ thì để ở đây chờ ta. Để làm gì đại huynh? Ta đi mua rượu. Có rượu rồi đây đại huynh ơi. Trên đường về Vĩnh Di bái tổ, để có ghé ngang một quán cốc ven đường, tiện thể mua luôn một lít rượu 20.000, về anh em mình lại lai tâm sự. Giờ đã là trạng nguyên mà Hiền đệ cũng rượu 20.000 lít thôi. Hiền đệ uống chứ đại quân, tuy rượu quán nghèo gánh đông nàng hương, để xin kính cẩn thay nắng mời chi kỷ mượn chung rượu ngày xưa cho tròn vẹn nghĩa thâm tình. Đại huynh ơi, rượu lạc giáng nguyên để xin giảm có một mình, đâu dám bước bằng môi người nghe khi xin gửi vào đây bằng của ngày xưa. Cởi hết áo mũ cánh tay gửi cho quân hầu cắn. Làm gì hiện để mặc nguyện áo cơ hàng về thăm bạn thương chi. Dây trụ tương phùng đây huynh hài uống đi. Buồn chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đại huynh. Uống đi Hiền đệ. Uống đi một chút nữa đi đại huynh. Thảo bằng hữu, thảo bằng hữu. Hiền đệ cởi đi lớp áo bảo trang và Hiền đệ đã đãi ta bằng chung rượu cơ. Đại huynh đệ cho tiểu đệ kích thích chỉ thành trạng nguyên thì lại mặt bàn hiền sao ở đây biết được làm sao hả Hiền đệ? Khi một
mới bật được. Có một kẻ cao sang thì không sao tránh được mặt trạm gì bằng kia dây lắm. Đại huynh có còn gì cắn dày nhau chứ còn chứ. Ba sinh đời tặng đề một nhà mộc có mới thôn tho. Hai lời dặn dò khi được cao sang mấy mấy đặng luôn mẹ cùng lắm tay chân nuôi dưỡng nhân sinh. Thì họ là những người thân, những người đó là nhiều nhiều kinh phạt của những người cao rộng mạo cao đang trên một chức mà hiện đề bây giờ hiện đề đã dẫn thân vô. Đại huynh ơi chân chậu nhận trong tay nhành công cứ mấy đấm thô tay cho lòng quỷ thang vì trong đời đây chỉ có hai người thương yêu duy nhất là hiền phụ huynh ngã già bằng hữu nhất. Thôi bây giờ ta đi đây hiền đệ uống rượu đi nha. Ủa sao đại huynh không uống rượu 20.000 với tiểu đệ hay sao hả đại huynh? Thôi đổ đạt trạng nguyên rồi mà bây giờ hiền đệ uống 20.000 lít à. Thôi hiền đệ uống đi, ta đi à, ta đi làm à. Đi đi luôn đi ông nậu, rượu 20.000 phải đồ bỏ rồi không chịu uống, thôi ông đi tôi uống mình nè. Rồi rồi vô đây chào anh em một cái anh em ơi, tiểu phẩm anh em mình hết luôn nha. Rồi Tuấn Thanh xin phép dừng hết tiểu phẩm rồi cả nhà. Rồi xin chào cả nhà ha. Anh em thấy cái áo của mình thấy tướng mê tài tử làm đẹp không anh em? Chứ mình nãy giờ muốn tuột gì không, mình kéo lên muốn chết luôn vậy nè. Rồi anh em có thấy anh em mình diễn hay thì nhớ đăng ký ủng hộ cho anh em mình nghe. Rồi một lần nữa chân thành chào anh em.